Thưa quý vị, dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, từ ngày mai, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nguyên nhân là do vùng thấp nóng đang phát triển và mở rộng nhanh về phía Đông. Ở tại Bắc Bộ, vùng nóng sẽ mở rộng lên tới khu vực Trung Du. Cả Hà Giang, Cao Bằng cũng như là một số nơi thuộc Lạng Sơn cũng xảy ra nắng nóng, với ngưỡng nhiệt cao từ 34 tới 37 độ. Riêng tại Hà Nội và Hòa Bình, trời nóng gắt với mức nhiệt 38 độ. Còn với các tỉnh thành phố miền Trung, nắng nóng sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam. Cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao 35 tới 37 độ. Riêng với khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận nằm ngoài vùng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức từ 33 tới 34 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng lần này ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ còn gia tăng trong những ngày tới và khả năng cao sẽ đạt ngưỡng gay gắt nhất trong các ngày 27 và 28 tháng 6. Không nắng nhiều như Bắc Bộ và miền Trung, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang đón nhận những cơn mưa dông về chiều và tối. Trong chiều và tối mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục thấp từ 28 đến 31 độ. Riêng Đà Lạt cao nhất ngày mai cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 24 độ. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, ngưỡng nhiệt từ 32 tới 33 độ. Còn tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn, nhiệt độ từ 33 tới 34 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông ở mức rải rác về chiều và tối. Trong khi đó, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió nam ở mức cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.